Chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác Beat the Heat của Sprite giúp người dân Kazakhstan đánh bại cái nóng oi bức của mùa hè. Đống bao cát càng mạnh, sương phun ra càng nhiều. Trong những ngày hè nắng nóng oi bức, mọi người thường ngại đi ra đường, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm. Hoặc nếu bắt buộc phải ra ngoài, người dân sẽ tìm cách tránh nóng bằng việc sử dụng các loại đồ uống như nước ngọt, nước ép trái cây. Tại Kazakhstan, người dân sinh sống tại các khu vực phía nam thường xuyên phải vật lộn với cái nóng ngột ngạt khi mùa hè tới. Để giải quyết vấn đề này, thương hiệu thức uống giải khát Sprite đang nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo và thú vị. Kết hợp với niềm đam mê bộ môn thể thao chiến đấu của người dân Kazakhstan, Sprite đã tung ra chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác có tên gọi là Beat the Heat, tạm dịch là đánh bại cái nóng, nhằm xua tan sự oi bức của mùa hè tại đây. Chiến dịch quảng cáo ngoài trời được thực hiện vào tháng 9 năm 2023. Cụ thể, thương hiệu đã đặt một mô hình đấm bốc tại các địa điểm công cộng của 5 thành phố phía nam trên đất nước Kazakhstan. Điểm nổi bật là trụ đấm bốc được tích hợp với máy phun sương. Khi người tham gia càng đấm mạnh vào bao cát, thời gian hơi nước được phun ra càng lâu, giúp người dân hạ nhiệt nhanh chóng, hiệu quả. Hơn nữa, nếu người dân chia sẻ đoạn video tham gia đấm bốc trên mạng xã hội sẽ được nhận một chai nước Sprite kèm nhãn dán của thương hiệu, nhằm lan tỏa chiến dịch Beat the Heat mạnh mẽ hơn nữa. Nhãn hàng còn mời võ sĩ Han Ata, ngôi sao thể thao chiến đấu nổi danh, đến địa điểm tổ chức và cùng tham gia thử thách với người đi đường. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch quảng cáo ngoài trời tương tác này, chiếc máy đấm bốc này đã ghi được 26.972 cú đấm, cũng như thu về hơn 30.000 lượt tương tác, 700.000 lượt xem trên mạng xã hội và hơn 5.000 bài post cho người tiêu dùng đăng lên. Có thể thấy rằng những con số ấn tượng trên đã nói lên sự thành công của chiến dịch quảng cáo ngoài trời Beat the Heat như thế nào. Thông qua chiến dịch, Sprite cũng muốn khẳng định sản phẩm của họ là lựa chọn tốt nhất để giúp mọi người đánh bại cái nóng oi bức của mùa hè. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ngoài trời nha.